Anh Tuấn kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang trở lại với chương trình tin tức công nghệ cùng với anh Tuấn ngày hôm nay. Và trong phần 2 của chương trình, Tuấn sẽ giới thiệu với quý vị thêm 3 sản phẩm công nghệ mới nhất nữa trên thế giới mới được phát hành mà quý vị sẽ chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Thứ nhất sẽ là chiếc gối thông minh. Thứ hai sẽ là hãng xe Nissan đã giới thiệu một chiếc xe bánh xích cực kỳ hoàn toàn mới mà họ nói tất cả mọi địa hình đều có thể lướt qua được. Và thứ ba đó là một hệ thống camera an ninh sẽ giúp quý vị được quản lý được hết tất cả những gì đang xảy ra xung quanh căn nhà và cũng giống như kết nối hệ thống điện thoại của quý vị. Nhưng trước hết với chiếc gối thông minh thì như thế nào? Đây là chân dung của một trong những người thiết kế ra cái hệ thống chiếc gối thông minh có tên là Sunrise Smart Pillow, thưa quý vị, tức là chiếc gối thông minh lúc bình minh. Chúng ta tạm dịch bằng tiếng Việt ra là vậy. Chiếc gối thông minh biết phát nhạc ru ngủ này sẽ đánh thức quý vị vào mỗi buổi sáng. Ngôi nhà kết nối đang ở trong tầm tay của rất là nhiều người. Mọi thứ trong ngôi nhà của quý vị sẽ có thể biến được thành những cái thiết bị điện tử và kết nối chung với nhau để mỗi khi quý vị muốn có một giấc ngủ hay chúng sẽ kết nối và cũng giống như đưa ra những cái thông tin dữ liệu giúp quý vị có một cuộc sống tốt hơn. Như quý vị thấy, đây là chiếc gối thông minh Sunrise Smart. Và cái điều đặc biệt trong chiếc gối này đó, đây là một cái thiết bị điện tử. Ngoài cái đem ra cái mà gọi là giấc ngủ êm ái với quý vị, thì nó sẽ thay thế đồng hồ báo thức, thay thế hệ thống âm thanh phát nhạc và cũng giống như kết nối với hệ thống phone. Nó sẽ cho quý vị biết được là giờ phút nào quý vị đã nhắm mắt, giờ phút nào quý vị đang trong những cái giai đoạn như light sleep hay là deep sleep. Nếu như đi vào sâu trong giấc ngủ rồi thì quý vị sẽ biết được là trong giấc ngủ của chúng ta chia rất nhiều và trong đó có 3 giai đoạn chính, đó là light sleep, deep sleep và đến lúc chúng ta chuẩn bị mở mắt. Thì cái giấc ngủ quan trọng nhất đó là giấc ngủ deep sleep, tức là giấc ngủ sâu. Trong cái giấc ngủ này sẽ là lúc mà chúng ta clean, tức là xóa đi toàn bộ những cái gì căng thẳng trong cái ngày giờ chúng ta làm việc để chuẩn bị một ngày mới, cũng như là cái lúc đó sẽ bắt đầu kích thích và upgrade, sẽ cho chúng ta bộ não trở nên thoải mái hơn. Thì chiếc gối thông minh này sẽ cho chúng ta biết được là ngày đó, giờ đó quý vị có ngủ ngon giấc hay không. Và để mà ngủ ngon giấc thì chúng ta phải làm gì? Điều đặc biệt trong chiếc gối thông minh này thưa quý vị, đó là nó được trang bị một cái hệ thống đèn LED mà quý vị thấy đó, rất là đẹp. Và sẽ kết nối với những cái hệ thống đánh thức quý vị vào mỗi buổi sáng. Chiếc gối thông minh này kết hợp với một cái con quay hồi chuyển và máy đo gia tốc để quý vị có thể kiểm tra tần số và cũng như là xem thử là những cái thiết bị này sẽ đem đến giấc ngủ như quý vị như thế nào. Nó có thể phát nhạc, quý vị đang ngủ, nó có thể phát nhạc êm ái cho quý vị ngủ một cách dễ dàng nhất. Thậm chí nó còn giúp quý vị hướng dẫn được quý vị tập thiền. Điều đặc biệt ở đây này. Và tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ lại để sử dụng vào mục đích sau này, cho bác sĩ của quý vị cho biết được là nói được cho bác sĩ biết quý vị có ngủ ngon giấc hay không, quý vị ngủ bao nhiêu tiếng một ngày trong một giờ ở trong ngày, và cũng giống như là hệ thống âm thanh sẽ cho quý vị yêu thích được bản nhạc nào thì đến cái giờ phút đó, giấc ngủ đó nó sẽ tự phát ra âm thanh cho quý vị. Được biết rằng trong tương lai nó sẽ được ra mắt trong một vài ngày sau tới và với giá $130. Vâng, $130 để chúng ta có một thiết bị công nghệ đem lại sức khỏe cho chúng ta thì cái đó cũng đáng phẩm, thưa quý vị. Bên trong chiếc gối điện tử này hầu hết là những vi mạch điện tử và đem tới một cái giấc ngủ ngon cho quý vị. Hãng xe Nissan cũng đã ra mắt vào một trong những cái chiếc xe mà trang bị hệ thống bánh xích trong những ngày tháng vừa qua. Đây là chân dung của một chiếc xe và hệ thống bánh xích đó, thưa quý vị. Được biết rằng tại triển lãm xe New York 2017 vừa qua, hãng xe đã giới thiệu một dự án rất đặc biệt dành cho những chiếc xe crossover và mang tên là The Road Chair Warrior Project. Đây là phiên bản sử dụng hệ thống bánh xích để thay thế cho bánh lốp tròn thông minh, giúp xe có thể hoạt động trên những địa hình cực khó như sa mạc, như bùn tuyết hay bùn lầy. Hiện thì hãng xe Nissan chưa có cho biết
kế hoạch sản xuất phiên bản xe này có sản xuất hàng loạt hay là không, hay là chỉ một sản xuất một cái limited, tức là những cái phiên bản mà rất là có hạn mà thôi. Vào năm ngoái, hãng Nissan cũng đã giới thiệu một ý tưởng về một chiếc xe chạy trên tuyết mang tên là Winter Warrior. Hệ thống bánh xích này có chiều dài 122cm và có chiều cao 76cm. Nó sẽ được sử dụng tròn với một cái bánh răng lớn kết hợp cùng bộ liên kết bằng kim loại. Bên dưới có gắn các bánh xe nhỏ và bọc trong bánh xích, tạo nên một hệ thống bánh xích hình tam giác rất độc đáo. Nissan cho biết họ đã phải tùy chỉnh lại hệ thống treo và trục bánh để phù hợp với những chiếc xe bánh xích, trông giống như một cỗ xe tăng lướt trên sa mạc hơn là một chiếc xe, quý vị nhé. Trong tương lai thì chắc chắn quý vị sẽ rất ít khi thấy được cái hệ thống xe của Nissan như thế này, bởi vì đó họ sẽ không sản xuất hàng loạt mà sản xuất một số phiên bản thử nghiệm mà thôi. Đó cũng là một trong những cái điều đặc biệt mà Nissan đem đến. Ngoài ra trong tương lai đó, ông chủ tịch hội đồng của Nissan cho biết công ty sẽ hướng tới việc sản xuất những chiếc xe mang công nghệ hybrid, tức là công nghệ điện. Quý vị cũng đã biết là Nissan đã có một chiếc xe mang thế hệ, đó là xe Leaf, chạy 100% là hoàn toàn bằng điện. Nhưng dường như đó họ vẫn chưa phủ sóng được cái địa hình cũng như là cái thị trường về chiếc xe Leaf này, nên họ nói sẽ có nhiều mẫu mã xe hybrid khác được giới thiệu trong tương lai. Nhưng trước khi được sản xuất ra hàng loạt thì họ sẽ giới thiệu một trong những cái dòng xe Warrior, dịch ra tiếng Việt đó là những cỗ máy, những chiến binh, chứ không phải là một chiếc xe thường nữa. Nhìn bên ngoài chúng ta thấy chiếc xe sở hữu một cái ngoại thất bụi bặm, mạnh mẽ giống như là một người lính chiến trận, với màu sơn giống như là những người lính thủy quân lục chiến vậy đó. Và lại dĩ nhiên được trang bị đèn pha, đèn sương mù, đèn chống lóa, cửa kính vàng, lưới tản nhiệt, và cũng giống như hệ thống sơn cao cấp hơn so với những chiếc xe truyền thống. Chúc mừng Nissan và chúc mừng quý vị nào trong tương lai có thể mua được chiếc xe này, tại vì giá của nó chắc chắn không hề rẻ, quý vị nhé. Đây là một trong những cái video mà Tuấn rất thích về một trong những cái hệ thống cho quý vị cảnh báo và cũng giống như quay phim được toàn bộ những gì đang diễn ra trong nhà của quý vị. Đoạn video quảng cáo ở dưới cái màn hình ngay sau đây sẽ cho quý vị thấy được một cuộc sống thường nhật của một người Mỹ bận rộn. Nhiều khi đó, chúng ta biết được đó, ở trong cuộc sống ở Mỹ này, chúng ta ở nhà ít hơn là chúng ta ở ngoài đường. Bởi vậy nên ở nhà chúng ta không có được bảo vệ. Lỡ như có kẻ trộm, lỡ như có cái gì đó đang diễn ra thì sao? Thì cái công nghệ và cũng giống như thiết bị có tên là Lighthouse sẽ đưa tới quý vị toàn bộ những diễn biến thông tin. Ví dụ như nó sẽ thông báo nhắn vào phone của quý vị những gì đang diễn ra ở trong nhà. Ngoài việc ghi hình lại những gì đang diễn ra, nó sẽ thông báo. Ví dụ như có ai đó vào nhà, có con của quý vị vào nhà, nó sẽ báo: "Ô, Tuấn ơi, con của Tuấn đang vào nhà. Tuấn ơi, chó của Tuấn đang đi lại trong phòng khách." Hoặc là một trong ai đó, những tên trộm nào đó, những kẻ không xác định đang khiêng áo quần, khiêng bàn ghế tivi của tủ lạnh đi. Và cũng như là đúng giờ đúng thì, nó sẽ cũng báo tại sao mà bả đúng giờ chiều các con của Tuấn đi học về rồi mà Tuấn không có, mà các con chưa thấy vào nhà. Thì đây, Lighthouse sử dụng một công nghệ đó là trợ lý ảo thông minh, nó giống như là một con robot vậy đó, và cho chúng ta biết được chuyện gì đang xảy ra, không cần chúng ta phải chú ý tới mà nó sẽ tự động nhắc nhở. Được biết cái giá trong tương lai mà thiết bị này sự bán ra sẽ lên tới khoảng $200 trở lên, và một cái giá dành cho quý vị mua trong lúc promotion đó là khoảng từ 399, 499 hoặc 599 có thể trả góp. Được biết sản phẩm này và công ty đã được các nhà đầu tư lên tới $17 triệu, bởi vì họ nói quá hay cho một cái thiết bị mà không cần. Nó khác, đây là một cuộc cách mạng của những thiết bị camera an ninh điện tử ở trong nhà. Xin cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi trong chương trình Anh Tuấn Show ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị có những tin tức cập nhật nhất về thế giới công nghệ cũng như những sản phẩm công nghệ mới nhất trong tuần vừa qua. Kính chúc quý vị có một ngày thật đẹp và đón xem chương trình này ở trên trang mạng YouTube và cũng giống như là Facebook. Kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Chương trình này được bảo trợ bởi Anh Tuấn Web Design.
đặc biệt thiết kế hệ thống website cho cơ sở thương mại, tiệm nail và supply. 714-251-2161.